Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay lại với channel của Peter Fan. Trên tay mình đang cầm cái điện thoại của Microsoft, The Duo, hai màn hình Microsoft vừa mới ra cái điện thoại này ngày 10 tháng 9 cho các bạn. Ngày 10 tháng 9 là Microsoft đã ra cái điện thoại này và mình nhận được nó ngày 11. Tại vì có một số trục trặc về cái shipping. Đó thì các bạn đã mình sẽ làm cái video unboxing cái phone này cho các bạn xem một số thông số của cái phone này. Cái phone này mình mua là 1.500 đô các bạn, 256 GB, 6 GB RAM và dùng Qualcomm Snapdragon processor. Đó, cái điện thoại này là có SIM, đây là lỗ cắm SIM các bạn. Của mình có dùng được AT&T, T-Mobile or Verizon, các SIM cái này là unlock, ok. Việc đầu tiên là mở ra là phone nó có hai màn hình các bạn, đó, Duo có hai màn hình. Và cái mình ngạc nhiên nhất là cái góc này nè các bạn, hay cái bản lề này nè, nó mở ra rất là vừa tay, không nặng và cũng không nhẹ các bạn. Nó rất là vừa và làm cho mình một cái cảm giác đó là gọi là gì, cái một cảm giác rất là thấy thấy rất là có giá trị các bạn. Đó, dùng được, đây là mặt trước của phone, dùng được mặt kia, cái này là mặt kính cường lực, không cày cho nên các bạn không có cần phải dán kính cường lực hay gì hết. Và mặt trong cũng vậy, là không cày. Đó, nhưng mà có một số cái là mình không có thích dùng mặt kính lắm là do nó bị dấu vân tay các bạn, nhưng mà mình nghĩ là sẽ thị trường sẽ ra cái đồ cover cho chống dấu vân tay. Đó, bây giờ mở hộp thì trong hộp á thì ở trong hộp này chắc cũng giống như ấy thôi, một cái điện thoại nằm ở trên, một cái khay mở cái đồ mở SIM các bạn, và chỉ có một cái đồ dây chạc, dây USB-C chạc, dây USB-C chạc. Và nó có cái bumper này này, mà bữa giờ mình không mở. Đó, nó có cái bumper này các bạn. Đó, cái bumper ra điện thoại là để cho khỏi cày này nọ. Và USB-C, manual các bạn. Không có dây headphone nha, tại vì không có lỗ cắm luôn, không có lỗ cắm headphone luôn, tại vì dùng Microsoft dùng là gì, wireless headphone các bạn. Đó, đây là cái cục chạc mình đã lấy ra rồi, và đây là sợi dây chạc mình cũng đã lấy ra rồi các bạn. Ok, giờ bây giờ mình đi tới cái phần các bạn chờ đợi nhất, đó là mở cái phone, ở trong phone có gì nha các bạn. Mình dùng cái phone này được 4 ngày rồi và mình cực kỳ thích nó luôn. Là mình làm multitask rồi các bạn. Mình vừa đã coi YouTube một bên, mình vừa đọc báo một bên, mình vừa làm việc một bên, mình vừa text message được một bên, hay mình vừa nói chuyện một bên, và một bên là mình có thể theo dõi cái mình có thể theo dõi, mình có thể Google cái thông tin gì mà cái người mà đang nói chuyện phone với mình đang nói đó các bạn. Hay đó. Ok, cái bumper này đây là cái hộp, cái này gọi là retail version, là cái hộp nhỏ các bạn, nó bỏ cái hộp nhỏ. Hình như còn nếu mà các bạn mua ở Microsoft version cái loại mà special nữa thì cái hộp bự hơn, nhưng mà nó cũng giống vậy thôi, nó phân biệt ra xíu đó, chút xíu đó là retail version với lại thấy không, retail version với lại mua tại hãng đó, đó ấy. Ok, thì các bạn biết là cái này bằng inox này, cái này bằng inox nè, cái hình bằng inox nè, và mở nó ra nè, thấy chưa? Cái này mình làm cái này cho mình mở này cho bạn coi, các bạn không biết các bạn thấy không, cái chỗ đây là cái chỗ scan dấu vân tay các bạn,
nút mở on, nút volume on, mở volume lớn nhỏ, và đây là khay cái khay bỏ sim. Thì việc đầu tiên các bạn mở thì là quẹn vào vòng tay mình đã setup rồi đó, thì màn hình các bạn sẽ có hai cái chế độ này các bạn đó, và các bạn sẽ được ví dụ bạn mở YouTube đang cái đây thì bên này các bạn mở được cái YouTube Studio nữa, thấy chưa? Đó, các bạn muốn mua cái điện cái phone qua đây, cái phone các bạn có thể gọi mọi người đó, thấy không? Đó. Rồi các bạn không thích nữa, các bạn queue app thì các bạn kéo bằng cái này. Trời, mình dùng rất là mượt luôn các bạn. Cái này mình nghĩ sẽ hợp hơn cho những bạn nào dùng ở là nhân viên văn phòng sử dụng email nhiều, hay là text làm việc nhiều các bạn. Tại vì cái này các bạn biết là cái đây là cái con Microsoft Surface của mình, Surface 7 Pro 7 của mình các bạn. Thì cái này nó sync với cái điện thoại của mình. Thì lúc mà mình up cái màn hình lại á thì là nó cái bắt đầu cái máy tính của mình sẽ thành là cái điện thoại của mình các bạn. Những cái thông tin gì mình viết về mình check note ở trên cái này đi thì đều sẽ được connect vô cái máy tính của mình và mình tiếp tục. Ví dụ mình nói chuyện, mình làm cái gì mình check note ở trên này. Mình check note ở trên đây các bạn, trên phone mình thì mình đều nó đều connect qua cái máy tính của mình hết và mình về nhà mình tiếp tục mình làm. Đó. Chẳng hạn giống như là các bạn biết mình thích gì nữa không? Cái keyboard mà của Surface của mình đó, mình viết được lên đây luôn. Đó, là mình không có cần phải các bạn thấy mình viết nè. Đó ha. Mình viết chữ lên máy tính mình luôn các bạn. Đó, cực kỳ tiện lợi. Đó. Camera, giờ camera của cái này thì không đẹp lắm các bạn, chỉ có một cái camera trước thôi. Và điện thoại này không có nhận diện khuôn mặt, không có mở unlock phone bằng khuôn mặt các bạn. Camera trước chỉ có 11 megapixel thôi các bạn. Thì sẽ đủ cho các bạn làm team meeting hay là join team, Microsoft team hay là Zoom đó này nọ. Và nó có thêm cái chế độ đó các bạn, lúc mà các bạn lật gì á thì cái màn hình ở đằng sau nó tắt. Đó. Đó. Bạn thấy hay không? Đó, thí dụ các bạn xài meeting đi thì các bạn để gì các bạn meeting vẫn được nè. Các bạn gì các bạn meeting cũng được, hay các bạn để gì các bạn meeting cũng được. Đó. Đó là cái đua màn hình. Mình thích nó cái này, cái loại này hơn. Tại sao mình đợi nó từ cả năm trời các bạn? Mình đợi cái này cả năm trời vì mình không có thích, mình còn hai cái màn hình, mình còn giống như điện thoại mình xài á, hiện tại mình đang xài con iPhone 11 và cái Pixel mình làm mình phải cầm gì các bạn? Đi vô hãng mình làm á, mình vô mấy cái phòng máy có chuyện gì mình sửa thì mình phải cầm gì? Đó, tại vì mình một bên mình chat với nhân viên bên Ấn Độ, một bên mình chat với nhân viên ở Mỹ các bạn. Đó, thì cái này rất là tiện cho mình là mình vừa nói chuyện được hai bên. Đó, và mình chỉ cần cầm gì thôi. Đó, và cái này đọc sách cũng hay nè các bạn, đọc báo rất hay, đọc sách rất hay luôn. Mình cực kỳ thích. Đó. Cái dòng này nó bằng nhựa các bạn. Nhưng mà cái này nó bằng inox và cái này bằng gương cho nên không có cày. Đó, cho nên các bạn đừng có xoa mà phải sợ ấy. Đó, rồi các bạn có thể bỏ cái này vô nữa. Cái bumper này nữa. Cái bumper này bằng kéo. Đó. Thì mình mở ra. Đó, cái bumper, Microsoft bumper các bạn. À. Bumper. Đó, cái bumper của nó. Rồi bữa giờ mình mua về mà mình cũng không để ý luôn. Cái bumper mình có nghe nói mà mình chưa bao giờ mình để ý luôn á các bạn. Đó, lột ra, bỏ bumper vô.
thì là nó sẽ bảo vệ cái giống như cái cover vậy á, cái cover của phone vậy các bạn đó, rất đẹp luôn. Mình không biết cái này sau này xài nó có bị dơ hay không thôi, thì mình chưa biết được. Mình chưa biết được sau này xài cái này nó có bị ngã vàng hay không các bạn, tại vì cái mồ tay mình, cái tay mình dơ mình rờ nó sẽ bị ngã vàng. Đó, đây là cái điện thoại lúc mà bỏ bomber vô nè các bạn. Đó, các bạn thấy chưa? Đó. Đó là một số review mình muốn review cho các bạn xem. À, màn hình cực kỳ đẹp. Màn hình cực kỳ đẹp luôn, để mình mở mình mở nha các bạn. Thì nhiều người hỏi là cái này là cái điện thoại hay là cái máy tính các bạn, cái hay là cái này là cái Surface thu nhỏ. Thì theo mình dùng bữa giờ á, nó là điện thoại và máy tính đó, theo mình nghĩ là như vậy. Tại vì mình thấy bữa giờ mình xài cái điện thoại này nhiều hơn là mình xài cái Surface của mình đó. Tuy có một số việc mình phải dùng, mình dùng cái màn hình cái Surface của mình, nhưng mà các bạn nghĩ đi, các bạn đi đâu, các bạn hồi xưa giờ mình đi đâu mình cũng hay cầm gì, mình đi họp hay mình cầm gì. Thì bữa nay mình đi họp giống như là mình chỉ cần rút điện thoại ra, presentation mình mở ra PowerPoint, Excel mình project lên được hết các bạn đó. Cho nên mình sẽ không, nhưng mà có một số việc mình cũng phải dùng cái này đúng không các bạn. Cái Surface thị trường hiện tại mình nghĩ cái Surface này là đang là nhất đó luôn đó các bạn, về cho những người làm office ấy. Còn về gaming thì mình không bàn cãi rồi, tại mình không phải là gamer, mình không phải game thủ, cho nên mình không có thể nào review rõ được game thủ còn gì các bạn đó. App chạy cực kỳ nhanh, đây làm không như là cái màn hình của chế độ chưa hết sáng này các bạn đó, thấy chưa cực kỳ đẹp đó. Nó chia ra màn hình gì nè các bạn, đây là một tấm hình mình chụp và đã được chia ra, được nối lên hai màn hình đó. Là một cái này là một số mình muốn chia sẻ các bạn. Nếu mà các bạn mua Nothing, các bạn dùng Microsoft OneDrive thì tất cả các document của bạn, Office 365, tất cả các document đều được sync vô, được share hết các bạn. Cho nên máy tính của mình đồ là đều là mình cần thì mình tiếp tục làm ở chỗ cái nơi mà mình left off, là ví dụ mình viết cái câu đó xong ở trên máy tính, cái phone, thì vô máy tính này mình viết cũng được, vô máy tính này cũng mình viết cũng được đó. Và nếu mà các bạn muốn biết về cách mà nối vô máy tính làm sao đó các bạn, thì các bạn hãy vô Microsoft Store và các bạn bấm cái app gọi là My Phone các bạn đó, thì các bạn sẽ download cái app đó về, thì các bạn sẽ thấy được là nó sẽ có cái app giống như gì các bạn. Nó sẽ nó cái phone này nó hiện lên cái gì á, thì cái màn hình cái phone của máy tính các bạn có y chang vậy, các bạn thực hiện cuộc gọi ở đây luôn cũng được nữa đó. Các bạn thấy không, rất là tiện, đơn giản và tiện nghi đó. Hôm qua giờ mình sợ nó rớt, nhưng mà sau khi mình bỏ cái bomber này vô nó trơn các bạn, thì bây giờ mình thấy nó rất là nên nó ấy hơn, nó không còn bị trơn nữa các bạn. Rất là hay đó. Đó là những gì mình muốn chia sẻ cái video này với các bạn. Nếu bạn nào muốn muốn mình nói thêm về điện thoại này thì hãy để lại comment ở phía dưới, và mình sẽ làm review detail hơn về cái này, cái điện thoại này mình cực kỳ thích luôn, nghe rất rõ, dùng hệ điều hành Android, các bạn có Google Play ha, cho nên là nó là Android phone giống như những bạn nào xài Samsung Note này nọ thôi đó. Cực kỳ thích luôn. Ok, nãy giờ quên nói hệ điều hành đó, hệ điều hành là Android nha các bạn. Ok, cảm ơn các bạn coi video tới giờ phút này. Nếu các bạn thấy hay thì hãy bấm nút subscribe, like và chia sẻ video này. Ok, hẹn gặp lại các bạn ở video kế tiếp. Bye bye.